Nghi án nghệ sĩ Kim Tử Long đánh bạc thu gần 500 triệu trên sòng bài. Liên quan đến vụ việc bị nghi là đang đánh bạc thì bị công an Vĩnh Long ập vào bắt quả tang, nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long cho báo chí biết mình bị tình ngay lý gian. Theo anh, sau khi hát xong ở đám cưới con nhà ông Nguyễn Văn Khôi, ấp Phú Tích, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long thì đã gần 1 giờ sáng ngày 26 tháng 6. Khi ra lấy xe hơi để về thì có một chiếc xe khác chắn phía trước nên không re xe ra được. Một người chỉ tài xế chiếc xe này đang đánh bài dưới xà lan trên kênh Tân Dinh bên cạnh nên anh bước xuống. Khi tới đây thì mọi người xúm lại hỏi han. Được 20 phút thì công an ập vào bắt nhiều người và mời anh về trụ sở làm việc. Khi về trụ sở công an, tôi làm tường trình rõ ràng đầy đủ. Có sao nói vậy, đến chiều hôm đó thì các anh xác định tôi đi hát chứ không tham gia đánh bạc nên cho tôi về, nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết. Liên quan đến vụ đánh bạc này, ngày 28 tháng 6, Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận tối ngày 26 tháng 6 đã cho nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long về nhà sau khi viết bản tường trình. Vụ án vẫn đang được điều tra. Như đã thông tin, khoảng 3 giờ sáng ngày 26 tháng 6, lực lượng công an huyện Trà Ôn phối hợp công an xã Tích Thiện bất ngờ ập vào vây giáp và bắt quả tang tại chỗ hơn 20 người tham gia đánh bạc tại xà lan đang neo đậu trên kênh Tân Dinh. Trong những người bị đưa về trụ sở công an có nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc gần 70 triệu. Khám xét trong người các con bạc, công an thu giữ thêm gần 400 triệu đồng cùng các tăng vật có liên quan. Ngay trong đêm, các con bạc được đưa về trụ sở công an để phân loại, sàng lọc, xử lý theo quy định của pháp luật.